thế nào khi mà trận gặp Slovakia tới đây thì bạn biết được khán giả Slovakia họ như thế nào rồi đấy, cuồng nhiệt thế nào đấy, thì tất nhiên họ sẽ phải cổ vũ cho Slovakia. Bạn cảm giác như thế nào đấy? Là một trận đặc biệt đối với em. Xa đội bóng gần như là em gắn bó từ nhỏ, đội bóng cho em có ngày hôm nay. Em cũng phải sự cố gắng để đội bóng một đội họ đã trả cho mình tin tưởng em, là họ luôn luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho em, thì em phải mình như trận đấu tới. Em biết là rất khó khăn, bản thân em cũng thật sự tận trong đáy lòng thì em không muốn gặp lại, nhưng mà em khi cầu thủ chuyên nghiệp thì em phải thi đấu và phải cố gắng hết mình cho đội bóng. Và em biết là cổ động viên người hâm mộ đội bóng Xứ Nghệ đến tận bây giờ họ vẫn luôn đồng hành, họ vẫn luôn nhắn tin, họ luôn luôn đồng với em. Nhưng mà sắp tới đấy thì trận đấu em nghĩ là trận đấu đặc biệt của bản thân em, có thể là sẽ phải nói là trận đấu chắc là em được, em là sẽ cố gắng thi đấu thật tốt. Vậy thì nhanh như này đi, Phi Sơn đã có sự khởi đầu rất tốt ở thành phố Hồ Chí Minh, thì bạn có hướng tới mục tiêu như thế nào với cá nhân và đội bóng? Chắc thì cá nhân với đội bóng thì em nghĩ là phải là đội bóng luôn luôn tập luyện tốt, thi đấu tốt, thì em nghĩ đội bóng của bọn em thì từng trận một thì sẽ chiến đấu với mình thôi. Trận đấu một trận đấu cũng giống như là một trận thì giống như một trận chung kết, và bọn em luôn luôn đặt đó là mục tiêu để bọn em có. Còn mục tiêu cá nhân? Mục tiêu cá nhân em thì em muốn thi đấu thật tốt để có thể trở lại đội tuyển như là người ba của em cảm ơn. Em nói luôn luôn được và bàn thắng hôm nay thì thật sự là bàn thắng